Chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh mua bán, trao đổi kiến thức và đánh giá chi tiết những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em gửi đến các bác mẫu xe Chiasi S330, một mẫu xe mang thương hiệu của Mỹ với cái lối thiết kế nó rất là cổ điển. Xe được trang bị group Shimano Sora. Và bây giờ em sẽ vào quay và đánh giá chi tiết của mỗi chiếc xe cho các bác xem. Xe khung nhôm sơn là nguyên bản, tổng thể chiếc xe còn rất là mới, giá chiếc xe còn phải hơn 90% độ mới. Xe do Chiasi design. Thiết kế theo cái phong cách mà hướng đến các bác mà thích cái sự cổ điển, thích sưu tầm những chiếc xe cổ. Được trang bị khung bồ đề Shimano Sora. Bánh cao bản chính hãng của Chiasi. Bánh đi vòng tới độ. Được trang bị bộ tay lắp Sora phanh 3 mảnh. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Giá em đã để ở đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa cọc yên đến tâm của phốt là 50 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 63 64 đến 73 74 như một này. Hai tầng nữa, tầng 18 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe rất là trơn tru mượt mà. Và chiếc xe đang bán bên em với mức giá là 9 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo hiện ở trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất của những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.